Sau các phát biểu và ý kiến đề nghị của các đại biểu tham dự phiên làm việc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận như sau. 1. Việc chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và Phật tử có nhu cầu. Trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. 2. Việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chủ trì chùa Ba Vàng đã để cho Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là chủ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này, yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ. 3. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng. 4. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6. 5. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại Đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. Thay mặt Ban Thường trực, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã ký. Trước hết phải khẳng định các hoạt động cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong là hoạt động diễn ra trong khuôn viên của chùa, do đó sư chủ trì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện nay thành phố Uông Bí đã thực hiện một số các cái nội dung công việc. Thứ nhất là đã yêu cầu lực lượng chức năng rà soát kiểm tra tạm trú tại chùa Ba Vàng, trong đó có bà Phạm Thị Yến, và đã yêu cầu bà Yến trở về nơi cư trú. Thực tế hiện nay bà Yến đã trở về nơi cư trú. Thứ hai là giao Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, là cái phường sở tại nơi có chùa Ba Vàng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về nếp sống văn hóa đối với bà Phạm Thị Yến. Thứ ba, đối với bà Phạm Thị Yến là các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm tiếp theo, như các vi phạm về luật thông tin, vi phạm về hành vi trục lợi, vi phạm về các cái hoạt động tôn giáo không đăng ký tại chùa Ba Vàng. Nội dung thứ tư là đối với hoạt động của chùa Ba Vàng nói chung, thì thứ nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu chùa Ba Vàng dừng ngay hoạt động thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ. Đây là hai hoạt động không nằm trong cái danh mục đăng ký hoạt động về tôn giáo, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhà nước. Thứ hai là Sở Thông tin Truyền thông thì đã xử lý vi phạm về thông tin truyền thông. Cụ thể là yêu cầu dừng hoạt động của các trang web chùa Ba Vàng.com, thầy Thích Trúc Thái Minh.com và bà Phạm Thị Yến.com. Thứ ba là Sở Nội vụ đã làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Ninh là yêu cầu nhắc nhở chấn chỉnh hoạt động của chùa Ba Vàng. Ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ chùa Ba Vàng? Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 3, thành phố Uông Bí và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ công bố chính thức kết luận về vụ việc tại chùa Ba Vàng, những ai sai phạm và sai phạm tới đâu. Việc thỉnh vong cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng diễn ra trong một thời gian khá dài, từ năm 2015 nhưng tới tận bây giờ mới bị đưa ra bàn tán. Thượng tọa Thích Đạo Hiển,
Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định điều này. Thượng tọa cho biết, ngày 26 tháng 8 năm 2015, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 125 trên CV BTS gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tăng sự Trung ương xin ý kiến chỉ đạo và cử Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Phòng Nội vụ thành phố Uông Bí đề nghị phối hợp giải quyết một số vấn đề, trong đó có vấn đề báo chí nêu phía trên nhưng vẫn không được hồi âm. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã biết nhiều điều lạ thường tại Chùa Ba Vàng từ những ngày đầu mới đi vào hoạt động. Cụ thể, Thượng tọa cho rằng Thầy Thái Minh có kiểu tu tập khá lạ, việc ăn ngủ mặc của Thầy Thái Minh không hòa đồng. Đã có nhiều lần Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sám hối trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết nhưng mọi việc lại đâu vào đó. Trả lời câu hỏi, Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh có phải đã bất lực trước trụ trì Chùa Ba Vàng? Thượng tọa Thích Thanh Quyết giải thích, nếu lúc nào cũng nói thì lại bảo chúng tôi nặng nề. Tuổi Thầy Minh cũng không kém tôi nhiều, lại được học hành ngoài đời, rất bài bản. Chúng tôi cũng phải trân trọng, nói vừa vừa thôi. Cũng có lúc Thầy Minh sám hối, nhưng chuyện sám hối trong nhà chùa chỉ giống chuyện xin lỗi ngoài đời. Trụ trì phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc này. Như vậy, về mặt quản lý, việc tu tập, Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh khẳng định đã có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng để cùng nhau nhắc nhở những sự việc diễn ra tại Chùa Ba Vàng, thế nhưng sự việc vẫn không thể tiến triển. Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết đã lập ngay đoàn kiểm tra trong ngày 20 tháng 3 khi vụ việc Chùa Ba Vàng làm nóng dư luận. Thành phố Uông Bí cũng xác nhận từng nhận thông tin về việc Chùa Ba Vàng truyền bá dòng báo quán, giải nghiệp nhưng không nhận được phản hồi về việc có thu tiền hay không. Tuy nhiên, văn bản 675 do ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Quảng Ninh ký ngày 22 tháng 3 gửi trụ trì Chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo lại nêu. Ngày 9 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được thông báo số 106 TB-CBV ngày 8 tháng 12 2018 của Chùa Ba Vàng về việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019. Qua trà soát và theo dõi hoạt động tôn giáo diễn ra tại Chùa Ba Vàng, cơ bản thực hiện theo danh mục Chùa Ba Vàng đã đăng ký. Tuy nhiên, còn có các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể là hoạt động thỉnh dông, cúng quan gia trái chủ, các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, Phật tử Chùa Ba Vàng thực hiện. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy đâu là sự trà soát của lãnh đạo thành phố Uông Bí trong đợt vừa qua khi báo chí nêu vấn đề? Và những năm trước, tại sao lãnh đạo không cho trà soát xem việc thỉnh dông, cúng quan gia trái chủ có trong danh mục, thông báo với thành phố Uông Bí về hoạt động tôn giáo của Chùa Ba Vàng? Cùng với đó, rất nhiều năm nay, hàng trăm Phật tử tu tập, ăn ở và làm công quả ở Chùa Ba Vàng, chính quyền địa phương có biết và hướng dẫn chùa làm đăng ký tạm trú tạm vắng hay không? Trả lời những thắc mắc này của báo chí, Chủ tịch thành phố Uông Bí cho hay, năm 2018, thành phố đã cử đoàn kiểm tra tới Chùa Ba Vàng về những thông tin nhận được. Nhưng trụ trì Chùa Ba Vàng không thừa nhận có những hoạt động này. Thêm vào đó, năm 2019 mới có luật tôn giáo mới, lúc này mới có thể yêu cầu các chùa đăng ký hoạt động tín ngưỡng ở cơ sở của mình. Vừa rồi tiến hành tra soát lại đăng ký của Chùa Ba Vàng, chúng tôi mới phát hiện hoạt động thỉnh dông cúng quan gia trái chủ không có trong danh mục đăng ký, ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay. Để biết mức độ sai phạm của bà Phạm Thị Yến, của sư thầy trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh như thế nào, trách nhiệm cụ thể của từng người ra sao, cuộc họp ngày 26 tháng 3 lúc 10 giờ tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh và 14 giờ chiều tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đưa ra kết luận cụ thể. Cô Yến Chùa Ba Vàng đột nhiên mất tích không lý do. Những ngày qua, vụ việc tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang trở thành tâm điểm dư luận khi hoạt động tâm linh bất thường tại nơi này bị phơi bày ra ánh sáng. Bà Phạm Thị Yến là người trực tiếp tham gia phương pháp giảng vong báo oán, oan gia trái chủ để thu tiền giải nghiệp. Khi vụ việc ngày càng gây bức xúc bởi những đạo lý gây sốc về nhân quả được bà Yến giao giảng hàng ngày, được công bố rộng rãi, rất nhiều người đã đặt câu hỏi, cô Yến giờ đang ở đâu? Và theo tìm hiểu thì người phụ nữ này đã vắng mặt bất thường và không ai biết tung tích. Thậm chí nếu người trong chùa có biết thì cũng không ai trả lời. Bà Nguyễn Thị Chính, một tăng ni tại Chùa Ba Vàng cho biết, khoảng 2 ngày nay, chúng tôi không thấy cô Yến đâu,
nhiều người cũng thắc mắc hỏi nhà chùa nhưng không ai trả lời về chuyện này. Trước đó liên quan đến những phát ngôn dậy sóng xúc phạm đến vong linh nữ sinh giao gà dịp Tết bị sát hại, bà Yến đã biện hộ trước báo chí rằng đây là do có người hỏi nên bà trả lời và việc trả lời này theo đúng nhân quả như lời Phật dạy. Nữ Phật tử chùa Ba Vàng cũng khẳng định chưa nghĩ tới việc xin lỗi đối với gia đình nữ sinh xấu số bị sát hại. Giải thích về bà và chùa Ba Vàng sử dụng phương pháp gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ nhằm mục đích thu tiền, tuyên truyền mê tín dị đoan, bà Yến nói. Người nào ở cạnh sẽ hiểu, còn những người bên ngoài nói sao là quyền của họ, không cấm được ai nói. Đến nay không ai còn thấy bóng dáng của nữ Phật tử uy quyền này, mặc dù các clip tuyên truyền về ma quỷ, vong báo oán của bà vẫn đang lan truyền nhàn nhản trên các kênh truyền thông, mạng xã hội. Và dù chỉ là một cư sĩ với pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán và không giữ chức vụ nào tại chùa, nhưng bà Phạm Thị Yến lại có sức ảnh hưởng rất lớn và quyền hành chỉ sau trụ trì Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Bà Yến đóng vai trò chính là người giảng pháp oan gia trái chủ, giải nghiệp và trực tiếp gọi vong để chữa bệnh tật. Năm 2009, bà được sự cho phép của trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã thành lập đạo tràng Từ Tâm tại chùa Ba Vàng. Ban đầu chỉ có 5 thành viên, đến nay đạo tràng có gần 700 người tham gia. Theo thông tin từ ban chi khách chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến sinh năm 1970, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 1989, bà Yến kết hôn với ông Phan Văn Đàm, 55 tuổi, và có thời gian dài cư trú tại ngõ 13, khu 7, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay vợ chồng bà Yến đã ly hôn, ông Đàm vẫn ở tại địa chỉ này, còn bà Yến tới chùa Ba Vàng hành nghề. Bà Nguyễn Thị Tám, 61 tuổi, ở khu 7, phường Hồng Hải, hàng xóm nhà cô Yến cho biết, những ngày qua tôi theo dõi báo chí mới biết việc bà Yến hành nghề gọi vong chữa bệnh bởi bà ấy trước đây vốn là một thợ may ở chợ Hạ Long. Chuyện này thật sự rất phi lý, có bệnh phải đến bệnh viện chữa bệnh chứ. Chồng cũ của bà Yến, ông Phan Văn Đàm, dù không muốn nhắc đến vợ cũ do đã ly hôn, tuy nhiên ông vẫn tỏ ra bức xúc trước hành động dùng mê tín dị đoan để chữa bệnh. Ông cho biết, tôi và bà Yến do có mâu thuẫn nên bỏ nhau lâu rồi, giờ mỗi người một cuộc sống riêng. Tôi cũng là người theo đạo Phật, ăn chay trường, nhưng không chấp nhận chuyện gọi vong hóa giải bệnh tật, oan nghiệp kiểu bà Yến. Trước đó, ông Đàm cũng từng trả lời báo chí rằng thông tin bà Yến bỏ nhà lên chùa Ba Vàng sống hơn 10 năm trước để chữa bệnh ung thư là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông, bà Yến không chỉ nói với hàng xóm mà còn tung tin khắp nơi về việc mình bị bệnh nan y. Thời điểm còn chung sống, thấy bà Yến tuyên truyền chuyện hoang đường về tâm linh, ông Đàm đã nhiều lần can ngăn nhưng không được. Kể từ sau khi ly hôn, bà Yến và chồng cắt đứt liên lạc, một mình chồng cũ nuôi hai con đến tận bây giờ.